Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này, em giới thiệu một mẫu âm ly đời mới của hãng Onkyo. Onkyo là cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật rồi, nhưng mà đây là Onkyo. Nó được xuất sang cái thị trường của Mỹ các bác nhé. Nó sử dụng điện 120V. Các công nghệ ở đây sẽ bao gồm có một cái đọc USB phía trước các bác nhé. Đấy. Rồi có cả giải mã quang chuẩn 24 bit. Chất đơn của dòng này thì em cũng không phải quảng cáo nhiều về cái giải bass của dòng này, có thể tùy chỉnh được cái giải bass của này, nghe rất sâu và ấm các bạn. Đấy. Và một cái hay nữa đó là các bác có thể kết nối âm ly với mạng internet các bạn. Đó, sau đó sử dụng qua một chiếc điện thoại để các bác điều chỉnh chọn bài hát, chỉnh bass, check to nhỏ, chuyển tín hiệu vào ở trên điện thoại smartphone. Để các bạn, nó rất là âm ly đời mới, bây giờ nó nhiều công nghệ lắm. Đây, Onkyo TX-NR509, dòng âm ly 5.1. Ở đây thì em có thêm một vài cái thông số. Đây là mẫu đa kênh của Onkyo. Công suất đầu ra cho kênh, cho 5 kênh ở mức 130W, trở kháng 6 ohm. Đấy. Tức là mỗi kênh một công suất khác nhau à, mỗi kênh là 130W này. Giống với thì Onkyo NR509 được thiết kế bộ rẻ mã Boom Brown của 192/24 bit này. Rồi ở đây nghe nhạc trực tuyến từ file định dạng MP3 WMAV.net này, FLAC các bạn nhé, WAV, chất lượng nhạc cao này. Đây, âm đi của nó đây các bạn nhé. Rồi đọc file lossless. Rồi, rất là hay trong một tầm giá. Mặt màu đen. Nội thất của âm ly thì cũng chỉ có đơn giản thế này thôi, không cần gì nhiều. Hai con 6 STK. Cho 5 kênh loa, dòng này thì các bác về chiếu là nghe nhạc thôi chứ không hát hò được cái 6 STK này đâu. STK này nó không khỏe như các dòng số than, nhưng mà các bác nghe nhạc vàng bolero thì đúng là điểm mạnh của nó. Tất cả loa đây được đánh từ 6 đến 16 ohm. Còn ở đây thì dòng máy nó chỉ ghi AC 120V. Và chỗ này là 3.9A. Lắp ráp tại Malaysia, Onkyo NR509. Như đọc em vừa đọc hướng dẫn thì công suất tối đa lên đến 130W cho mỗi kênh loa. Ở đây sẽ có 5 kênh loa. Cặp loa chính là ở chỗ góc này. Đây là center và một cái cặp shutout. Như vậy dòng này nó có chế độ on stereo. Tức là các bác có thể đánh 5 kênh stereo các bác nhé. Đấy. Với HDMI thì các bác kết nối lên Smart TV để nhìn cho nó rõ ràng, chi tiết nhiều các cái thông số hơn này. Đây là cổng mạng internet, các bác cắm cái từ cái modem này mình xuống để bắt nó với âm ly FM AM, dòng FM thì có cả 1.8. Ở đây thì các cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài, TV CD in, game in, CBL SAT in, VCR in, BD DVD in. Và đây sẽ có hai cổng giải mã quang, cổng số 1 là cổng game, cổng số 2 là cổng TV, giải mã từ Smart TV các bác nhé. Thì em sẽ test luôn cho các bác. Với những cặp loa chính này thì các bác chơi với những cái dòng loa bass 25 trở lại. Bass 25 ở đây với những cấu hình loa, nó loa Nhật, cấu hình nó vừa vừa thôi các bác nhé. Cấu hình không cao quá là được, cao quá thì nó cũng không kéo được, thì vì dòng này nó chỉ đánh con STK thôi các bác nhé. Còn những cặp loa phụ này thì các bác có những cái dòng loa mini cỡ trung ấy, các bác từ 12 đến bát 16 các bác gắn thêm vào đây thì các bác nghe nhạc thêm. Còn bình thường thì các bác cứ đánh một cặp loa chính loa phông này để nghe chế độ stereo. Còn về hình thức của âm ly thì về với cái hình thức còn là khá là đẹp.
bát chiếc có thể chỉnh trực tiếp trên máy, chỉnh trực tiếp trên khiển và chỉnh trực tiếp trên điện thoại, các bác có thể điều chỉnh ở đâu cũng được. Cổng USB phía trước NR509. Âm ly có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 17, chiều sâu 33 và giá để cho các bác là 3.600.000 đồng. 3.600.000 đồng ở đây thì phụ kiện bao gồm có một cái điều khiển và một cái USB 16GB. Em đã đặt luôn ở đây rồi thì em đã tặng luôn cho các bác USB 16GB. Điều khiển này thì các bác có thể điều khiển gần như là tất cả cái âm ly này. Đấy. Điều khiển hết luôn. Cài đặt rồi chỉnh bát check home rồi các cổng kết nối ở đây. Đấy. Khi bật lên nó sẽ kết now in reading và nó sẽ chạy. Đây các bác, nó chạy ở trên Smart TV, nó chạy một cái vạch này các bác nhé. Còn ở trên này thì nó sẽ chạy kiểu như này. Đấy. Now in reading. Nó sẽ đọc nhạc trong USB. Còn về trên điện thoại thì các bác tải cho em một cái app mà Onkyo Remus 3 này về. Nó sẽ search ra được một cái model của âm ly NR509, sau các bác tích vào và chọn. Đây là trong nhạc USB này. Hòa tấu room 3 phòng trà này. Liên khúc WAV này. Đấy, đây, có cả lossless FLAC nữa. Em cho nhỏ xuống, không dính bản quyền ngay các bạn. Chỉ có những cái nhạc room 3 như này thì nó không bị dính bản quyền. Đấy. Các bạn có thể nghe rẻ bass nó đánh rất sâu và ấm các bạn nhé. Đấy. Và một cái đặc điểm rất hay đó là một cái tính năng gần như tương đương với Bluetooth này. Ở đây sẽ có cái mục My Phone này. Cái mục này nó sẽ tương đương đúng như Bluetooth thật. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ phát nhạc trực tiếp từ trong điện thoại phát lên âm đi và phát ra loa các bạn. Đấy. Như thế này thì đúng là có khác gì Bluetooth đâu ạ. Đây, các bác cứ vào chọn một cái chọn nhạc, tức là tải nhạc ở trong máy vào các bác trong máy điện thoại các bác nhé. Đấy. Đây là những nhạc ở trong máy nhé. Đấy. Đấy. Nó sẽ phát trực tiếp lên âm đi. Đây là nhạc trong máy của em nhé. Đấy. Trong USB thì lại đây cơ. Đấy. Trong USB này các bác này vào mục này. Đấy. Nó chẳng khác gì Bluetooth cả. Cũng rất là hay. Và chỉ có những âm ly đời mới mới có được những cái công nghệ hiện đại như thế này. Còn những âm ly ngày xưa thì các bác biết rồi, nó chẳng có cái gì cả. Đấy. Còn bây giờ thì các bác ấy, điện thoại thì điều khiển cả âm ly. Âm ly thì bây giờ thêm được tính năng như là USB là tốt rồi. Còn những cái đời cao cấp hơn thì sẽ có Bluetooth, các thứ công nghệ cao hơn. Đấy. Thì tất nhiên cao hơn thì giá tiền nó sẽ đắt hơn. Còn trong cái tầm giá chỉ có 3.600.000 như thế này, được như thế này cũng rất là tốt rồi. Còn trong những thời gian tới, vài ba năm tới, 5-7 năm thì những cái dòng âm ly đa kênh như thế này sẽ phổ cập rất nhiều các bạn nhé, phổ cập rất nhiều. Và sẽ thành khi đấy thì có khi nó cũng chưa biết thế nào, có khi thì cũng tầm như bây giờ thôi, hoặc là có thể rẻ hơn hoặc có thể đắt hơn. Cái đấy là tùy vào giá cả của thị trường. Nhưng các bác có thể tham biết tại sao những cái dòng âm ly Builder 7825 mã mà tại sao nó lên tận đến 11-12 triệu đồng mà nhiều bác vẫn đi mua, trong khi nhiều bác nghĩ rằng cái đấy thì mua được nhiều thứ hay hơn, trong khi nhiều bác săn mỗi con đêm mua 12-13 triệu kia âm ly 7800 mắc đôi về. Đấy. Giá cả thì nó phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường các bác nhé. Đấy. Nhiều khi hàng hiếm đẩy giá lên các thứ. Hàng này thì các bác biết rồi, nó không phải là hàng mới, không có giống như hàng mới siêu thị bóc hộp. Hàng mới siêu thị bóc hộp các bác biết rồi, nó đắt không khủng khiếp luôn. Đấy. Và tại sao nó không bán chính hãng? Tại Việt Nam một phần đó chính là nhu cầu và mức giá của nó rất cao các bạn, trong khi bây giờ các bác sử dụng hàng bãi giá rẻ đi đến 1/5, 1/10 các bác nhé. Đấy. Với cái đi 3.600.000 này, các bác nghe nhạc cũng hay, đủ các công nghệ USB kết nối nghịch ngợm điện qua điện thoại các thứ, chỉnh trông rất là sang. Với cái giá 3.600.000 đồng của nhà hàng xuất Mỹ. Đấy, các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555, số điện thoại ở góc phía dưới này, và cái bảng tên số điện thoại 0961 22555. Hàng sẽ ra toàn quốc và cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.